Xin kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc trong đêm nay và ngày mai vẫn chịu sự chi phối của hệ thống không khí lạnh, độ ẩm thấp nên thời tiết chủ đạo là khô ráo, không mưa, rét sâu về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ. Tuy nhiên ban ngày khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng trở đi, trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, Tây Bắc Bộ có thể cao hơn ngưỡng này. Các tỉnh miền Trung, thời tiết cũng tương đối ôn hòa, mưa chỉ xảy ra rải rác ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Tuy nhiên, lượng mưa không lớn và diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ khoảng từ 5 đến 15mm một ngày. Tình hình nhiệt độ thì các tỉnh phía Bắc của khu vực trời rét do nằm sâu trong khối không khí lạnh phía Bắc với nhiệt độ ở mức là dưới 23 độ. Càng về phía Nam, nhiệt độ càng tăng dần, thời tiết ấm áp với nhiệt độ trưa chiều mai có thể đạt mức là 26 đến 29 độ, thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời tại đây. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, thời tiết tương đối ổn định, đêm nay và ngày mai phổ biến ít mưa, có nắng với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chỉ lưu ý đó là đêm muộn và sáng sớm trời hơi se lạnh, đặc biệt là vùng cao còn rét do không khí lạnh khuếch tán xuống. Quý vị hãy chú ý mặc trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác, gió Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Tin thủy văn, thủy triều cao, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,9 đến 1,1 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,9 đến 2,1 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,1 đến 1,3 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,2 đến 1,4 m. Độ mặn cao nhất trên sông đáy tại Như Tân từ 13 đến 15 phần nghìn. Dự báo cháy rừng, các khu vực trong tỉnh nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp cao, có khả năng dễ cháy, đề nghị chính quyền địa phương và chủ rừng thực hiện phương án phòng và chống cháy rừng.